quay trở lại một video mới. Và video ngày hôm nay sẽ là một video ăn vòng vòng một năm. Tiên chưa bao giờ làm cái video mà kiểu đi ăn như vậy hết. Và hôm nay sẽ có một người bạn đi với Tiên. Chào mọi người. Thì hôm nay chúng mình sẽ đi ăn, có Thiện đằng sau máy quay đây mọi người. Đúng rồi. Thì mình sẽ hôm nay bây giờ Tiên đang ở một cái quán gọi là mì bảy tô. Thì nó một phần thì nó sẽ có bảy tô, vậy thì mình gọi hai phần, nghĩa là 14 tô. Ok mọi người, bây giờ thì mình sẽ ăn nha. Ok. Ủa là mỗi cái này là một vị khác nhau. Là một vị khác nhau. Bây giờ đi thử thử cái mì khô này trước. Cái này là gì vậy? Mì gà hay vịt? Vịt. Vịt đúng không? Cái này mì mì lẩu thái. Mì lẩu thái. Cái thứ hai Tiên sang là mì nghêu. Mì gì? Mì vị lẩu thái. Mì vị lẩu thái. Quán này Thiện nhắc đi mà. Thiện nhắc nhưng mà Tiên trả tiền mọi người. Tất cả những quán hôm nay là Thiện nhắc đi. Mà Thiện trả tiền. Mà Thiện trả tiền. Là gì em? Mì sao tới hả? Này giống như con có chua ra mình. Mì kiểu Nhật á. Mì kiểu Nhật hú. Vậy là nó đúng rồi. Chào mọi người, Tiên đang đến chỗ ăn số 2 ở quận 5 rồi. Thì đây nó gọi là hủ tiếu mì sa tế nai bò 78 sạc tải An Dinh Vương. Mì sa tế nai với một cái hủ tiếu sa tế nai, thì hai món đó là hai món đặc biệt nhất ở chỗ này. Keo thì đã từng ăn rất nhiều lần rồi và Keo thấy là cả hủ tiếu và mì sa tế nai rất là ngon. Đây là một cái món mà rất là hoa mọi người. Món này là quán hoa mà cái là tại quận 5 thì rất là nhiều các quán mì á mọi người, đặc biệt là mì, thì mì ở quận 5 thì người hoa người ta nấu rất là ngon. Cho nên là hôm nay em muốn dẫn mọi người đi thử những cái quán này. Thật ra đây là những cái quán mà lần đầu tiên Tiên đi luôn. Cho nên là ok, bây giờ thì Carol sẽ nếm thử nha mọi người. Ăn cái này bao giờ chưa? Mì á hả? Ừ. Chưa, nhưng mà mì ăn sẽ tới nay rồi. Carol thử. Thử và cho cảm nhận. Cay không? Ngon luôn á mọi người. Ngon. Ngon. Kiểu nó nước rất là đậm đà nè. Rồi thịt nai thì không phải là dai lắm mà nó rất là mềm. Rồi ăn nó tưởng tượng như bò kho mọi người. Ngon. Ok, bây giờ tới Tiên thử nè mọi người. Đúng là cái vị nó giống bò kho. Tiên chưa bao giờ ăn sa tế nai á. Mọi người, vậy là xong cái món thứ hai rồi. Mình sẽ qua tuần số 3. Hãy đợi xem ăn cái gì nha. Nè mọi người, thì Tiên đã đến quán thứ 3 rồi. Đây là một quán sữa lâu nành Bạc Hà rất là nổi tiếng ở quận 5. Thì hôm nay tụi mình gọi sữa lành Bạc Hà, sữa lành cacao Bạc Hà. Thì tụi mình đã đi ăn hết quán thứ 3 rồi. Bây giờ sẽ tới quán cuối cùng. Cũng rất là gần đây thôi. Let's go.
Ok mọi người, thì cũng rất là tiếc luôn là cái quán Lê Gia nó lại đóng cửa mất rồi, cho nên là tụi mình quyết định là đi về là cũng hơi no mất rồi. Thì hôm nay Tiên đã ăn được ba cái quán rất là ngon ở quận 5. Và nếu mà các bạn nào muốn đi ăn những cái chỗ ngon ở quận 5 thì, và có những cái quán nào khác mà ngon thì recommend Tiên ở comment phía dưới nha. Và nếu mà các bạn thích cái series đi ăn lần này thì các bạn nhớ like video này, comment cho Tiên biết và nhớ follow Instagram của Tiên nha. Mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.